là con sẽ xây tầng 1 với 5 loại quả màu xanh. Xanh nhá. Đúng rồi. 5 loại quả. Đúng rồi, 5 loại quả màu xanh. 5 loại quả màu xanh. 1. Ừ. 2. Ok. 3. Đến một tiếng Anh nào, đến một tiếng Anh nào. 1 2 3. 4 and 5. Hai loại quả không được giống nhau nhá. Một quả lại khác đi. 5. Ok, good. Next. Xây tầng 2 với 4 loại quả màu vàng. 1 2 ok. 3 4 and 4, very good. Tiếp theo này, xây tầng 3 với 3 loại quả có vị ngọt. Quả nào ngọt đây? Quả nào ngọt ạ? Thì xây vào đây. Quả này. Đúng rồi. Quả chôm chôm đúng không? Chôm chôm này. Cả là ăn này có vị chua. Ừ, thỉnh thoảng nó cũng có ngọt đấy. Ok. Quả nào ngọt nữa ta? Mangosteen. Đúng rồi. Tiếp. One more, một quả nữa. Để à? Quả này ăn chưa? Ăn quả này bao giờ chưa? Chưa. Chưa thì không biết nó ngọt hay không, chọn quả khác. Có nhiều quả mà, rất nhiều loại. Ngọt mà. Yes. Rồi, chúng ta đã xây xong tầng 3 rồi. Bây giờ xây tầng 4 với 2 loại quả có vị chua. Quả gì chua thì cho vào đây. Chua. Ok. Rồi. Chua. Ok, good. Tầng cuối cùng này. Xây tầng cuối cùng cho cô cho một quả có nước. Nước nào? Yes, good job. Vậy là chúng ta đã xây xong một cái kim tự tháp rồi đúng không ạ? Ok, con nhớ đây là tầng gì không? Tầng quả màu. Tầng quả có màu xanh. Đây. Tầng quả có màu vàng. Tầng quả có vị ngọt. Tầng quả có vị chua. Có vị cái nước. Đúng rồi, very good. Yes. Ok. Ba mẹ ơi, vừa rồi là trò Pyramid Building, tức là trò xây kim tự tháp. Thì trò chơi này là một trò chơi hoàn toàn là giải trí. Ba mẹ có thể sử dụng để cho con chơi giải trí sau những giờ học căng thẳng nhé. Còn nếu mà ba mẹ muốn cho con sử dụng trò này để ôn từ vựng thì các ba mẹ cũng có thể sử dụng từ vựng để cho các con ôn lại. Ví dụ như là ba mẹ yêu cầu xây tầng 1 với những loại quả tên là gì chẳng hạn, hoặc là với những từ vựng tên là gì, thì ba mẹ có thể sử dụng các từ tiếng Anh để cho con tìm và xây vào những cái kim tự tháp của mình nhé. Chúc ba mẹ và các con sẽ có những giây phút vui vẻ với trò chơi này nhé.